Chô nhiều anh. Nhiều quá. Đến thử được mấy con? Dạ đất. Dạ nè. Nhân nhân qua bên đây đi. Nhân qua đây. Còn ghế cày thôi mà xem nữa. Ăn luôn. Ăn hai ba. Con này to. Bự. Phía bên kia mới nhiều nè. Chỗ đây nhiều mấy con nè. Ui, xoáy xoáy xoáy. Không, không chạy đâu anh. Kéo đi. Kéo mạnh vô. Wow. Kéo đây nữa, nhiều đây nhau. Ô, kìa 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 kìa. Cá trèn, cá trèn. Trèn, cá trèn. Bên này khỏi khỏi cầm xuống dưới mà có cá ăn, khỏi cần lỗ nước chi. Wow. Mớ luôn, cua nữa. Quý gì cái tiền bụng bự vậy? Trong nước. Trong nước vậy. Đi đâu không giờ không, không thở được á. Không thở được á. Lên lấy được một cái bụng đó. Ừ. Bự. Ai vô. Gì lưới luôn ha. Hiện tại mấy anh em mình tối đi câu cá mọi người. Đi câu cá với lại đánh lưới. Câu cá trèn với lại đánh lưới. Xí đi bắt quế luôn chứ ha. À, có quế bắt quế về nấu cháo ăn nha. Rồi anh em mình đi tới hố có quế thì mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Giờ đường đi tới hố cũng hơi xa chút. Đây là con ấy đi nha. Còn mấy con cò á. Ôi đồ chết nhanh rồi. Nhảy 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 tôi biết rồi. Nhảy đâu? Anh em nãy giờ đi bắt cũng được khá khá rồi. Được nhiêu anh hai? Dơ em coi thử anh hai. Được mấy con? À, cũng được chắc cũng được mười mấy con ha. Mười mấy con. Mười mấy con. Đi cũng hơn 30 phút rồi đó. Thì được mười mấy con. Đến. Nó là nếu mà vác bé ra là nó ra. Ngồi nó canh, nó ngồi nó canh quát mà. Ừ, canh quát bé đó. Ui. Đây 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 con cái nhau cái nhau cái nhau coi sải anh. Wow được cái thái được mấy chiếc cá phá cái nhau anh. À, cái nhau to không. Anh kêu em quay không kịp mà. Ăn sâu chứ anh được được rep hồi nãy. Thả vào đây nha. Một mà lứt. Kiếm thêm chưa hay? Kiếm thêm chưa? Câu cá này là anh em mình sẽ tắt điện nha mọi người. Tắt đèn. Khi nào mà bỏ mồi xuống thì anh em mình tắt đèn. Khi mà nó dính thì anh em mình sẽ bật đèn qua cho mọi người xem ha. Đây là cách câu ban đêm á em. À, cái này câu ban đêm. Chứ bật đèn thì nó không có ăn.
tắt đèn. Mình cũng tắt camera luôn đây. Rồi anh ơi. Chạy. To ha. Đây hai con á. Đâu giờ mà đầu nó cái tiền này. Bỏ bao. Dính lên. Tiền ấy, cái tiền ấy. Cái tiền á. Nhỏ. Nhỏ hả? Nhỏ hơn con anh Thôi nãy mà. Con Thôi to. Nhỏ. Đây, bỏ vào cho anh đi. Đấy. Cái tiền này. Tùng dưới đây. Con 20. Cái lũ phủ mà vừa là nãy bắt được nhiều anh. Thấy chưa? Cái cây này mới nhìn tướng bộ giấy ni lông họ nhét, nhưng mà thật ra cái cây này nó tiết ra cái chất nhiều như cái nước bọt nha mọi người. Cái này mọi người khi một bỏng á, thì có thể tha pho cái này nè, thì nó sẽ đỡ. Quỷ con này nó kêu mà không thấy nha. Gì anh? Đây nhỉ, con này lên con thứ lên đây. Nhân, lên. Đây nhỉ. Cái gì anh? Cái con gì rồi? Rùa. Rồi. Quay thử nhỉ. Nhân. Con gì to vậy? Ui, trùng. Một trùng. Wow, trùng bự. Con rùa rùa. Nhanh đây này, rùa rùa giang. Con rùa này rùa gì ta? Có phải là từ thôi. Tìm rùa mây đua. Bởi nha. Ê, chú bé nó có vàng hả? Bởi, nó có vàng. Ê, thì gửi thơ lẻ. Bác ấy có vàng không? Ngút không? Ngon. Thử y có vàng ở kìa. Nè, chú. Dù hả bác đúng quá. Hả là thứ lên đứt. Này nó không phải rùa vàng. Này rùa núi vàng, rùa núi vàng. Con rùa đây em biết mà. Rùa đây người ta nuôi làm cảnh nè. Có đúng. Rùa làm cảnh. Không phải rùa vàng. Bữa anh kia anh biết rùa vàng mà. Đúng không? Rùa vàng không, tôi nói là màu vậy thôi. Biết đâu màu đen. Không, này rùa con ra con rùa núi vàng chắc chắn luôn. Không phải rùa vàng phải không hai? Này rùa núi vàng em biết mà, hầu bạn em nó nuôi cảnh này. Có chưa? Hầu bên em. Một con này to thì con này to, con này đo thế nên rất to gì ha. 20 3 phần à, 3 ngón tay. Mình lật thử ha. Lật cái mùa thử anh. Ui, con này mập ghê ha. Mập. Hình nó liễu đâu. Nó liễu đâu. Nó liễu. Bỏ cơ hút tùm toàn hát qua mấy phần. Đây là mà đưa nữa. Lấy cho nó.
Ý con rùa nè. Thôi. Để con chưa? Thật. Nhau quá hiểu. Thật nè. Có cái gì đi? Anh có tôi chịu hả? Thì cái dương vậy? Thì ở chỗ này này, hai anh em đi qua lại nè. Hai anh em đi qua lại ở đây mà. Cái đó này. Giống con nãy không? Ê luôn. Ui, con vang thật nổi. Cái này khác à? Ừ, khác không? Đúng là con cò á. Cái này con cò á. Đi đùi vàng sao á. Bây như này không à? Hai đèn thế này. Cái máy thường thường nó bầu hơn. Con này có khi có trứng rồi phê. Chắc gần đĩa rồi đó. Chắc hang này chuẩn bị nó ở gần như có khi nó bị cặp gì nó đĩa hay đó thôi. Con này là khác nhiều hoàn toàn mà đúng không? Khác gì đây con cô mà. Ý cùng loại không? Ý còn một loại nhưng mà về con được. Ồ đây nè. Con mai là nó bằng hơn nên nó có trứng để con sống. Sống gì vậy để con cò. Nó nhét được nhiều quá. Còn mấy năm trước anh em cũng thấy từng bài rồi, nghe nói rồi theo mà. Cái hồ này có. Cái đấy có rồi. Từ to ấy. Đằng lần tiên là em được cầm tay của người luôn á. Đừng nhìn. Nó ra anh quét, không quét được không? Khi là hình như là hai này đang kiếm ăn ở gần nhưng mà cách này nãy chỗ kia phát hiện chỗ này gần quá. Ừ. Đó, không đặt nữa. Cho mọi người coi nè. Cho mình đa chứ không phải đa đâu mọi người nha. Mà cái tay này. Cái tay nha. Cái tay mà anh. Dương dương hết rồi mà. Ý là mình bây giờ là qua theo già bây giờ. Ý là bây giờ. Anh hai. Cho em nói này. Ý là thật sự nha. Nếu như tụi em đi làm video này, cái kênh tụi em làm á, mà tụi em chỉ có người mình nhận còn không biết là gì, nhưng mà tụi em bắt những con quý thì những con cá thôi. Còn nếu như những cái loài này tụi em thật sự muốn thả về thôi. Anh xin phép anh với anh hai, nhưng mà bây giờ là anh nói vậy nha, bây giờ anh thả, nhưng mà là anh nói vậy là về nhà cho ông già bà già coi thử là rùa gì. Không, con rùa đây em biết mà, rùa đây là rùa núi vàng chứ không phải là rùa vàng đâu. Cái này nó cũng không có giá trị bao nhiêu hết anh. Để em anh em mình nên coi như mình thả nó về tự nhiên đi, tại vì nó là đang là một con cái một đực nó anh thôi rồi. Là có thể có vàng không chứ giờ có thể không phải rùa vàng đâu, có thể là nó sẽ sinh sản được thôi ở rừng mình. Hả? Con này rùa con này rùa núi vàng chấm đây phải không? 1, 2, 3 còn đây có ai cũng có luôn này. Ở đây con đực này để rùa vàng thôi chết á. Không, cái này không phải rùa vàng, không chắc luôn. Rùa vàng mấy cái. Ủa, anh kêu anh biết rùa vàng mà toàn cũng biết. Con này nếu như mà nhân coi biết đúng không? Không, cái này đợt trước bạn em nuôi. Bạn nó nuôi cảnh á, nhưng mà kiểu như nhỏ hơn bị, hả? Nó nhỏ hơn với lại bị cấm á, nên nó cũng không có nuôi nữa. Ừ. Dạ. Con này em biết mà. Đâu bỏ đi. Nha, anh em mình thả đi. Sao, giờ thả đúng không? Dạ, thôi. Con này em biết, con này không có giá trị đâu, không phải rùa vàng, chắc chắn. Cho phép em anh thôi còn tiếc. Nghe anh nói nè, bây giờ là hiện tại cứ đem về cho ông già bà già Đức coi thử rồi coi gì là đem. Cái này không phải mà. Anh hai cái này phải không, này không không? Anh hai biết mà. Không, cái này em biết chắc chắn là con rùa này rùa núi vàng. Nhìn thôi nha, cho nó sống yên thôi nha, nó cái được mà. Thôi thả đi, cho thả đi, cứ thả đi. Dạ, em thả con đưa anh thả con. Hai thằng này thả gì? Không thả trùng cho nó sống trùng cho. Như là tụi bây giờ tụi nó sinh sản rồi là cho. Không, con này chắc chắn không phải rùa vàng đâu anh. Rùa vàng đâu chứ. Em cũng lấy nói gì anh thôi. Bỏ ra thôi.
bỏ bàn ra, bỏ đất ra. Thì sau khi anh em mình thảo luận với nhau, bàn bạc với nhau thì quyết định thả nha mọi người. Nói chung là thì cũng có một chút tiếc nuối, nhưng mà thôi thả. Bởi vì con rùa này nó mình biết chắc chắn luôn, bởi vì hồi trước bạn mình có nuôi rồi. Con này là rùa núi vàng, nhưng mà mình chưa thấy con rùa núi vàng nào cái size nó cũng to như vậy. Được trước bạn mình nuôi con size nhỏ rồi, bởi vì rùa núi vàng nó có ba cái chấm ở trên, nó có chấm những cái chấm đen đen ở dưới ấy. Nhìn là biết liền à. Nó chạy ướt hết quần rồi. Con đầu tiên đấy anh thấy. Anh phải quen thấy nó mà. Cái con kia, cái con này nè. Anh thấy á. Nhưng mà là đến như ở đường mình có cái cờ đùa này cũng thấy nó thần phú ấy. Ừ. Không, cái khu con rùa mai là... cái đợt bữa anh với em có gặp con rùa mai ba ngày trước nhá. Con rùa mai to mà nó ăn nó cả cây. Cả cây á. Cái đợt anh thôi, em nhất vẫn thả về con một rùa mai rất là to. Này to hơn con này gấp mấy lần. To hơn nữa. Con này không phải rùa mai, con này rùa núi vàng. Em này em biết. Cắt một tuần mà nó đứt đầu đó nha. Ừ. Thôi đừng tiếc nữa nha. Rồi đi ra. Không, cái này em biết chắc chắn mà, chắc chắn không phải. Cái đầu nó ai chăm chồng. Cái đầu này hồi nãy nó bò em có quay được rồi. Quay là không phải đâu, để quay đi vàng nữa. Để thử xíu nó bò đi. Là do nãy giờ mình ôm nó vô quá mà. Nhìn nó nhát. Cho nó đi rồi mua coi cái đầu nó ra sao. Cái này là anh em mình thực sự thả cho mọi người, chứ không phải là thả xong anh em mình đi sẽ bắt lại. Cái này anh em sẽ thả. Bởi vì mình biết cái con rùa này nó không có giá trị bao nhiêu hết. Người ta nuôi cảnh mà. Nhưng mà hiện tại nó cũng là một trong những loài động vật nằm trong sách đỏ mọi người. Mình bắt về thì có khi lên phường nước trà đi tù á. Con này nó là nuôi cảnh nhưng mà nó vẫn nằm trong sách đỏ nha. Để mình về mình tìm hiểu kỹ hơn về con rùa này, sau đó mình sẽ thêm cái phần thông tin mô tả cho mọi người xem ha. Bởi vì mình biết chắc chắn con rùa này là rùa núi vàng này, bởi vì mình thấy nhiều lần rồi, hồi bạn mình nuôi mình qua mình chơi mình thấy nhiều lần rồi. Anh Đức đem để nó trên này nè. Dạ, sợ nó bò cái giật không biết được không. Để ra, để lên trên bàn á. Để lên luôn. Đó, nó bò nè, Con này dạng hơn. Ui, nó không sợ. Rùa ơi, không có gì hết này, cái đầu nó không có bao rùa vàng. Nó phải hình rắn máu đâu. Nó còn liền liền. Anh Hai đi câu cá rồi hả? Dạ, anh Hai câu cá đi. Anh Hai, anh không quan tâm mà. Anh biết con này. Không phải. Không anh biết bao rùa vàng cho nên anh không muốn. Chắc anh đâu quan tâm rùa vàng, chứ thôi chắc anh ôm anh chạy về. Rùa này thì ngày xưa thì cũng còn nhiều chứ bây giờ thì hiếm rồi. Dạ bốn em mình thời mình dẹp nói cho. Thôi dẹp hết nó thiệt á. Kiểu như là ngày xưa bên Trung Quốc á họ mua, họ cứ lấy cái mai á, họ làm cái thuốc gì tráng dương gì đó. Thì người ta săn bắt nhiều. Liên có thể liên, tập liên. Ở trên này gọi là cóp la liêm. Thôi thôi chắc chắn giờ. Không phải đúng không? Con này rùa núi vàng em biết, có vì con rùa này em biết. Con vàng thì nó vàng hết. Đúng rồi. Đừng nếu mà rùa vàng thôi. Rùa vàng to đây thôi. Tốt rồi. Tiền thôi. Mà không có rùa vàng em cũng thả. Nếu mà rùa vàng ai dám quay. Quay cũng xóa. Không, bởi vì hồi kênh mình hồi giờ là vậy mà. Thôi đi, nó bò được, cho nó một quay lên ông ta. Đâu, nó lên chậm quá thôi, anh bắt anh Đức bắt cho lên cho nhanh chút đi. Ui, đâu sợ. Để thế nó lên nào. Lên cho xong lên. Này, nó lên đi con. Lên đi con. Cái số 1 đi. Cái số 1 này. Ghê ha, nó bò vậy nó lên ghê ha. Như ví dụ như nó lật lại làm sao ta? Không, lật lại nó vẫn
Em thấy cái chân không? Là đà. Em thấy cái mép chân đâu. Nãy cái đầu nó lòi ra rồi anh thôi coi đi, coi kỹ đi. Cái nó ở sát nhà ra nó thấy chứ. Để nó về anh Đức. Rồi, cái này là anh em mình thực sự thả cho mọi người chứ không phải là làm mèo rồi quay lại lụm đâu. Bởi vì mình biết con này nó không có giá trị, mình lụm về nó cũng vậy à. Nên thôi, với lại kênh mình là chuyên bảo vệ động vật nha mọi người. Nãy giờ anh em mình bàn bạc với nhau cũng nói chung là cũng nhiều ý kiến khác nhau lắm, nhưng mà rốt cuộc thì anh em mình vẫn thả nha. Ở đây anh thôi. Anh thôi xíu đừng đi con chuyện chút nha. Đất nhăn rồi đi để anh đi con chuyện chút đi chết. Không, cá rùa núi vàng anh biết mà. Thôi đi. Đi câu cá tiếp này, đi quế đi. Hello, buổi sáng mọi người. Nè, cá hồi hôm anh em mình sấy một đêm rồi hôm này. Thì bây giờ nó đã hơi khô rồi. Thì hôm anh em mình ai cũng mệt nên mình không có quay nhiều, sáng mình quay sẽ chỉ rõ hơn. Bạn Toàn đang nấu nồi cháo nè, cháo bé nè. Chùi nhìn nồi cháo hấp dẫn ha. Chưa, ăn nó hơi đặc nha. Lát nữa mình bỏ thêm chút ấy nữa. Cháo mình nấu cho quý khách tiền nhau mà. Rồi bên này anh Đức đang nướng cá này. Mình nhìn cái dàn cá nhìn hết hồn rồi. Dàn hết rồi. Đó. Này là qué nha mọi người. Quáp. Quáp. Bên này là cá trèo bụp này. Hôm anh em mình câu á. Tôi rập hôm câu nhanh dính lại. Cứ thả xuống giật lên dính ha. Nó dễ ăn. Nó dễ ăn. Luôn hôn nữa. Mười nha. Mười ăn sáng đi. Mười niêm ăn sáng. Mười niêm ăn sáng đây. Ăn sáng gì? Sáng dậy trễ quá nấu ăn tới 9 giờ mới xong. Cháo nè. Mũ quá. Quế ha. Quế. Còn cái tiền à? Quế với cái tiền nữa. Wow. Ôi. Thịt trăng bét luôn. Hấp dẫn ha. Dạ. Thôi ăn thôi anh hai. Dạ. Ngon quá. Mới sáng sớm mà bò bố à. Nhét vào luôn. Đi rồi. Thôi nhét thôi. Ngọc không?
anh em tình gần cái thân nhau xíu mà anh à mấy ca lấy ra này mấy vấn đề đây nè tình cảm khăng khít tình cảm khăng khít tới tới nhiều nhiều xăm trong nha đó là cái mến nhân anh em nấu giờ anh có món riêu nhân là gì vậy nấu này canh gì vậy rồi mình để đây đây này tôi đi đợi như thầm mà nấu cái tiền mà hấp dưa xăm xăm keo đủ ở đây là bạn chụp mét nhỉ nhưng ăn với chưa dạ em ăn cái tên là mẹ em ăn ít mà ăn hết luôn á sao hết được cho anh quế này cái đùi quế này hấp dẫn không lạc như giữa anh thế là ngon ha ngon thôi sáng sớm này cứ ở rừng miết vậy thôi chứ mập ấy mập không nhớ nhà không?